Hiền Trân thân ái mến chào tất cả các cô bác và anh chị. Hiền Trân rất vui được gặp lại tất cả cô bác và anh chị. Hôm nay Hiền Trân tiếp tục cái loạt bài luyện thi quốc tịch dành cho người lớn tuổi. Hiền Trân sẽ tiếp tục bài số 4. Lần trước mình đã học bài số 3 về cách hỏi tên, thì hôm nay mình sẽ qua bài mới. Và trước khi mình qua bài mới, mình sẽ ôn lại bài cũ chút xíu nha cô bác nha. How are you doing today? How are you doing today? What is your full name? What is your full name? What is your last name? What is your last name? What is your first name? What is your first name? Do you have middle name? Do you have middle name? And do you have maiden name? Do you have maiden name? Hôm nay Hiền Trân sẽ chuyển qua bài số 4. Bài số 4 thì Hiền Trân sẽ hướng dẫn cho cô bác anh chị cách mình trả lời, hỏi và trả lời về cái tiểu sử của bản thân mình, về chiều cao, cân nặng và về sắc vóc, tóc tóc rồi màu tóc, màu da và nơi sinh, quốc tịch nha. Thì cái phần này nó nằm ở trong cái form N400. Hiền Trân sẽ soạn bài dựa trên cái form N400 để sau này cô bác anh chị khi mà mình ôn cái form N400 là mình đã thuộc bài rồi. Thì cái phần tiểu sử bản thân này mỗi người đều phải học thuộc và phải trả lời chính xác, bởi vì khi mà nhân viên sở di trú họ hỏi, họ sẽ dựa vào cái đơn mình đã nộp và mình phải dựa vào cái đơn đó mình học để mình trả lời cho chính xác nha cô bác anh chị nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu nha. Where were you born? Where were you born là người ta sẽ hỏi là nơi bạn sinh á, bạn sinh ở đâu? Where were you born? Thì mình trả lời là mình sinh ở Việt Nam. I was born in Vietnam. I was born in Vietnam. Mình đang nhắc lại nha. Where were you born? I was born in Vietnam. I was born in Vietnam. What's your country of birth? What's your country of birth? Đây là một câu hỏi nó cũng có cái ý nghĩa là giống như là bạn sinh ở đâu, nhưng mà nó hỏi một cái cách bằng một cách khác, thì mình nên học để mình biết nhiều cách và mình trả lời. What is your country of birth? Tức là bạn sinh ở đâu, quốc gia của bạn sinh là ở đâu, là gì, quốc gia bạn sinh là gì, thì mình trả lời là Việt Nam cũng được, ngắn gọn thôi, hoặc là mình trả lời nguyên một câu dài. My country of birth is Vietnam. Thì nó dài nguyên một câu đầy đủ, nhưng mà cô bác anh chị mình chỉ cần trả lời Việt Nam là đủ ạ. Tiếp theo, what is your citizenship? What is your citizenship? Citizenship tức là cái quốc tịch của mình đó cô bác anh chị. Thì mình thi quốc tịch là mình citizen đó, mình citizenship của mình. Thì mình có quốc tịch không ạ? Có, mình là người quốc tịch Việt Nam. Bây giờ mình đang học để mình xin được nhập quốc tịch Mỹ. Cho nên các cô bác anh chị lưu ý khi người ta hỏi Have you a citizenship? Thì bạn có là người có quốc tịch hay không? Thì mình nói là mình có quốc tịch, chứ không phải là mình không có quốc tịch nha. Thì cái đó là câu hỏi ngoài thôi.
Và người ta hỏi là What is your citizenship? Thì mình là người Việt Nam thì mình trả lời là Việt Nam. Rồi là đủ, không cần nói nhiều, không cần nói nguyên câu dài. What is your citizenship? Việt Nam. Trả lời như vậy thôi ha. Is your race Asian? Is your race Asian là có nghĩa là bạn có phải là sắc tộc châu Á hay không? Race là sắc tộc, Asian là châu Á. Is your race Asian? Bạn có phải là người châu Á không? Trả lời Yes, I am. Yes, I am. Tôi là người châu Á. Rồi người ta hỏi tiếp How tall are you? Bạn cao bao nhiêu? Hoặc là người ta có thể hỏi là What is your height? Height tức là chiều cao. Nó cũng là một cách để hỏi về chiều cao. What is your height? Thì mình trả lời là mình sẽ dựa vào cái bằng lái của mình á. Thì mình thấy bằng lái người ta có đo cân nặng chiều cao thì mình sẽ lật ở phía sau của cái bằng lái mình á, à không, phía trước á, là cũng có cái thông tin cân nặng chiều cao là mình chân cao là 5 feet 3 inch thì mình sẽ trả lời là 5 feet 3 inch. Nhìn ở trong cái bằng lái là mình sẽ thấy thông tin của mình về cái chiều cao cân nặng của bác anh chị nha. Và người ta sẽ hỏi là cái cân nặng của bạn là nhiêu. What is your weight? What is your weight? Weight là cân nặng. Thì mình trả lời theo cái cân nặng của mình. Thì bên này người ta là cân theo pound chứ không phải là theo ký ở bên Việt Nam nữa. Thiền Trân nặng 116 pound. Thiền Trân trả lời là 116 pound. 116 pounds. Thì mình cái số cân nặng thường thường là phải trên 100 trở lên. Thì 100 là 100 và thêm cái số 2, mình tách cái số 1 đầu và số 2 cái số cuối là mình đọc nói. Ví dụ như 116 thì là 116, tức là 116 pounds. Đó. Còn nếu như mà 120 pound thì là 120 pound. Hoặc là 122 pound là 122 pounds. Đó là cách đọc của như vậy nha cô bác anh chị nha. Rồi, người ta hỏi tiếp là What is your eyes color? Người ta hỏi về cái màu mắt của mình á, màu mắt của bạn là màu gì? What is your eyes color? Mình trả lời là My eye color is brown. Hoặc là mắt mình màu đen thì mình trả lời My eyes color is black. Hoặc mình chỉ trả lời đơn giản brown hoặc là black là xong. Rồi câu cuối cùng Is your hair black? Is your hair black? Hair là tóc. Hỏi màu tóc của bạn là màu đen phải không? Mình xác nhận là màu đen. Còn có phải tóc nhuộm hay là tóc bạc gì không á, thì mình vẫn trả lời mình Asian là mình là tóc màu đen nha cô bác anh chị nha, chứ không phải là tóc bạc và tóc silver đâu nha. Nếu mà cô bác anh chị mà tóc bạc hết á, thì cô bác anh chị nói là my hair color is silver là tóc bạc. Còn Huyền Trân tóc đen thì Huyền Trân xác nhận là yes I am, tức là my hair color is black. À, người ta hỏi là is your hair black? Thì mình nói là yes I am. Còn nếu như mà không phải màu đen thì mình nói là no I'm not. No I'm not. Đó. Như vậy là hôm nay bài học của mình chỉ có nhiêu đó thôi. Cô bác anh chị cố gắng mình ôn luyện mỗi ngày để cho cái đầu của mình nó được hoạt động và nó sẽ nhớ nhớ nhiều hơn là mình không chịu ôn luyện thì nó sẽ quên nha cô bác anh chị nha. Huyền Trân rất là mong cô bác anh chị sẽ học bài thật là tốt để
nộp đơn thi quốc tịch và nhận được cái bằng quốc tịch như mọi người. Đừng có tự ti là mình già, mình lớn tuổi mà mình không có học được. Học được hết, ăn thua mình có ý chí hay không, cô bác anh chị nha. Rồi Huyền Trân mến chào tất cả cô bác anh chị và hẹn gặp lại vào video clip lần sau.